Mới nay trang giấy trắng nhật ký anh lưu sao đây, nhưng thói quen em mỗi ngày hay hơn ghen dẫn dối che lối đi trên đường về. Khi em sắc say anh ngồi đây, vì điều anh sợ nhất lạc mất em nơi đông người, quên nắm tay em.